Chào cô chú anh chị. Hôm nay em sẽ hướng dẫn cô chú anh chị cách xử lý con gián nhỏ. Con gián nhỏ này thường gọi cái tên của nó là con gián đất nha cô chú anh chị. Là nó lớn hay nó bự hơn đầu đũa ăn một tí thôi. Đây, nó cực kỳ nhiều luôn, sinh sản cực kỳ nhanh và cực kỳ khó chịu. Cực kỳ mất vệ sinh. Là nó bò lổm ngổm tùm lum những thức ăn, nhằm khi cô chú anh chị đậy lại không kỹ nó bò vô thức ăn luôn. Dễ bị sinh ra nhiều bệnh lắm nha cô chú anh chị. Còn đặc biệt là những cái nhà hàng nè, đang ăn mà khách đang ăn mà nó bò lên là rồi biết cái cảnh. Đây là cách mình xử lý cô chú anh chị. Đây là cái tip diệt gián, mình có cái kim kèm theo nha. Mình gắn cái kim vô cái đầu dưới á, rồi bắt đầu mình kéo ra để vừa tiết kiệm thuốc và vừa để cho con gián nó tiếp xúc nhiều hơn với thuốc và nó ăn nó lan truyền từ con này qua con khác. Hiện nay trên thị trường có rất là nhiều cái loại thuốc diệt gián đứt, mình phải mua đúng cái loại thuốc. Hiện tại trên tay là mình đang xử lý là cái dòng thị sĩ nha cô chú anh chị. Còn trường hợp á, mới lúc đầu mình xử lý, mình có thể xử lý cái dòng Hàn Quốc thì nó ăn xong con này nó lan truyền qua con khác và nó diệt hết cả tổ luôn. Đây là những hình ảnh nó ăn nha cô chú anh chị. Còn trường hợp mình muốn nhạy hơn là mình sử dụng cái dòng của thị sĩ thì hiện tại là cũng rất là nhiều loại. Nên mà cô chú anh chị coi cân nhắc mình mua cái dòng mà càng ok càng tốt nha. Đây, mình đặt xong là nó lại nó bu nó ăn gì nè cô chú anh chị. Đây, cái con này là phải sử dụng đúng thuốc nha. Trường hợp là mình có những cái loại thuốc phun nhưng mà phun nó cực kỳ, một là nó phun nước nó bị dơ, thứ hai là bắt buộc phải dọn dẹp hết toàn bộ đồ ăn nước uống và phun thì phải đợi thời gian rồi lau lại. Còn riêng cái dòng mà bã là cực kỳ hay, là chỉ cần đặt gì là nó ăn tự động, cái con này dính con khác nó lan truyền thôi. Nếu mà cái nhà mình có xuất hiện gián đất thì mình nên mua cái tiếp bã gì dán nhằm xử lý nó nhanh nha cô chú anh chị. Đây là sau khi buổi sáng mình đặt, buổi tối xong buổi sáng mình coi lại là nó chết cực kỳ nhiều cô chú anh chị. Hình ảnh là khách gửi cho bên mình nha. Cái buổi hướng dẫn cách xử lý gián nhỏ đó là kết thúc. Cô chú anh chị thấy hay quá, nhớ like, share, đón nhận theo theo. Xin chào và hẹn gặp lại.